Hê, con biết được gì sắp xảy ra rồi đấy. He's back. Oh boy. Vậy là chúng ta đã quay trở lại với dòng sông rồi. Chắc là nhiều người đã không còn thấy lạ lẫm gì về River Shen nữa đúng không? Bởi vì đây là một huyền thoại quá là nổi tiếng rồi. Còn với những ai chưa biết River Shen là ai thì anh ta là một truyền thuyết đã tồn tại từ rất lâu ở trên Liên Minh Huyền Thoại rồi. Nhưng để cho những người chơi ở trên mobile có thể hình dung được rõ hơn thì tôi sẽ chuyển thể cái truyền thuyết này từ Liên Minh ở trên PC sang túc chiến vậy. Hôm đó là một ngày bình thường như bao ngày ở trong túc chiến. Khi các nam thanh nữ tú còn đang bận tranh luận xem mình nên chơi con gì để có thể giành được chiến thắng thì bỗng có một thằng ất ơ nào đó pick Shen, cầm kiệt sức, thiêu đốt và chat River Shen. Mọi người lúc đó thì không nghĩ gì nhiều bởi vì cho rằng là hắn ta sẽ đi support như bình thường thôi. Và khi vào trận đấu, thay vì đi support cho AD thì hắn ta lại chạy ra bờ sông, đứng ở đó và không làm gì cả. Đúng rồi đấy, chỉ như vậy thôi. Và điều đó đã làm cho team của hắn ta cảm thấy hoang mang. Lúc đấy trong đầu đồng đội của hắn ta chắc đang nghĩ rằng thôi bỏ mẹ là gặp phải thằng dầm rồi. Nhưng rồi mọi sự nghi ngờ đối với hắn ta đều đã được xóa bỏ. Cứ nơi nào cần có sự trợ giúp là hắn ta liền xuất hiện ngay lập tức. Dù cho có cách đó bao xa đi chăng nữa, top, mid và bot, hắn ta đều ở đó. Như thể hắn ta có thể xuất hiện ở khắp mọi nơi vậy. Và khi xuất hiện thì hắn ta luôn sẵn sàng giúp cho những người đồng đội của mình ăn được mạng, cho dù có phải hy sinh cả tính mạng đi chăng nữa. Và cứ như vậy, team của hắn ta đã giành được chiến thắng. Đó chính là truyền thuyết về River Shen. Nhưng trước khi bắt đầu, chúng ta hãy làm rõ một điều trước nhé. River Shen không phải là một cá nhân hay là một ai cụ thể cả. River Shen là một hệ tư tưởng. Bởi vì cũng giống như hệ tư tưởng của Cơ Thiếu Hoàng vậy. Trước River Shen chỉ có một người, sau River Shen là cả vạn người. Ai cũng có thể là River Shen cả. Tôi cũng có thể là River Shen và bạn cũng có thể là River Shen. Và để giúp cho mọi người có thể thấm nhuần được cái tư tưởng của River Shen thì chúng ta hãy bắt đầu thôi. Đầu tiên để có thể trở thành một River Shen thì các ông sẽ phải học ngôn ngữ của River Shen trước đã. Và không có gì quá cao siêu cả, chỉ cần chat River Shen thôi là các ông đã có thể biểu đạt được mọi cảm xúc rồi. Tí mình muốn đầu hàng á? Không, River Shen. Yên tâm anh em, chúng ta vẫn có thể thắng được. Và các ông sẽ không được nói một từ nào khác ngoài từ River Shen ra, bởi vì tin tôi đi, chỉ cần nói ra một từ nào khác thôi, toàn bộ sức mạnh của River Shen sẽ biến mất và các ông sẽ thua. Có một điều cực kỳ quan trọng mà mọi River Shen đều phải nhớ. Các ông có nhìn thấy con cua kỳ cục này không? Yeah, bằng mọi giá các ông phải ăn được nó, cho dù có phải hy sinh cả team của mình đi nữa, bởi vì nó chính là nguồn kinh nghiệm duy nhất của các ông. Và nếu có thằng nào dám cả gan động vào con cua kỳ cục đó thì lần sau nếu nó gặp nguy hiểm, hãy kệ con nó đi, bởi vì thằng khốn đấy không đáng được sống. Tất nhiên là sẽ không chỉ có team của mình mà còn có cả team của địch tranh con cua các ông nữa. Oh shit, I'm sorry. Và trong suốt cả trận đấu thì các ông sẽ có thể không ăn được một con cua nào cả. Đừng lo, bởi vì tôi đã có giải pháp tình thế cho các ông đây. Hãy về nhà và mua một cái máy quét, bởi vì một con mắt của kẻ địch cũng là một nguồn tài nguyên quý giá rồi. Một con mắt có thể cho ông tới tận 30 vàng và một chút kinh nghiệm. Money. Cho nên nếu ăn được 3 con mắt thì có thể tương đương với một con cua kỳ cục rồi. Khi chơi River Shen đồng nghĩa với việc các ông sẽ phải nghe ăn chửi thay cho ăn cua rất là nhiều. Nhưng đừng buồn, đấy chỉ là vấn đề thời gian thôi trước khi team của các ông chuyển sang chửi một thằng khác còn ngu hơn cả các ông nhiều. Và vì các ông đã chơi River Shen rồi thì tức là team của các ông sẽ bị khuyết đi một vị trí. Thường thì sẽ là vị trí hỗ trợ. Thống kê cho thấy thì cứ 10 trận River Shen thì sẽ có 11 trận là thằng AD team mình sẽ AFK vì không thể chịu được cái cảnh thiếu đi một người support. Nhưng một người chơi River Shen giỏi là một người có thể gánh được trọng trách hỗ trợ cho cả ba lên. Cho nên nếu các ông có thể giúp cho thằng AD team mình không thoát game và trở nên xanh hơn thì xin chúc mừng, các ông đã là một River Shen cực kỳ xuất sắc rồi. Và cuối cùng, sự đáng sợ của River Shen không nằm việc hắn ta quá là mạnh hay là quá trâu bò gì cả. Nếu so với Kama cùng ra mắt với Shen thì rõ ràng là Shen lép về hơn hẳn. Nhưng sự đáng sợ của River Shen lại nằm ở sự khó đoán. Cũng giống như một dòng sông nào đó đã khiến cho các em lớp 12 phải khóc thét vậy. Các ông có thể ở khắp mọi nơi và kẻ địch sẽ không bao giờ đoán được khi nào thì các ông sẽ xuất hiện cả. Nhiều người sẽ nghĩ rằng mục đích của River Shen sẽ là ăn nhiều mạng nhất có thể và tận hưởng niềm vui khi tiêu diệt kẻ địch. Nhưng mà không, mục tiêu của River Shen chưa giờ là phải ăn nhiều mạng cả. Thậm chí lúc đầu các ông còn phải hy sinh rất là nhiều. Nhưng tất cả những thứ đó cũng chỉ vì một mục tiêu lớn lao hơn, đó chính là mang lại chiến thắng cho cả team. Và đó mới chính là một River Shen đích thực. Con này bố mày xích ăn được nó rồi. Không, ý tôi là River Shen. Damn, nhắm chuẩn đấy. Ok đi.